nghe không con? Con thích đi chơi quá hả? Trời ơi, mẹ tưởng đang ngủ. Mẹ thấy yêu yêu rồi, mẹ đi ra, mẹ đi dọn phòng cho chị Dung. Mẹ đi qua thì không thấy con đâu nữa. Đây 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 đây, bắt đầu nịnh mẹ đấy. Làm sao? Làm sao con? Con làm cái gì? Hả? Làm sao? Xin lỗi mẹ. Hả? À sao ơi, xin lỗi mẹ. Ôi trời ơi, trời ơi. Không có nịnh mẹ. Hả? Mẹ đã tha lỗi chưa? Trời ơi, hung mẹ. Hung mẹ là mẹ vẫn còn giận nghe chưa? Nghe không? Qua đây mẹ ôm nào.